xin được giới thiệu hai người đẹp ngày hôm nay, Lê Dương Bảo Lâm và Lâm Khánh Chi. À, giờ chơi game show đi. Sao lại cọc vậy? Đợi 6 tiếng đồng hồ. Hẹn mấy giờ? Hẹn 5 giờ. Đó. Mấy giờ quay? 10 giờ mới cho quay. Tâm lý làm sao? Bực bội. Đòi sao? Muốn đi về. Về với ai? Về với anh. Ai đòi về không? Ai đòi về? Dương Thanh Vàng. Dương Thanh Vàng đòi về. Chưa, em chưa có về. Đây, đây. Ủa, em chạy tới đâu em quay là vậy? Em chạy về tới cầu Tham Lương và tự nhiên nghe Dương Thanh Vàng, em phải chạy tức tốc, chạy bỏ xe trên cầu Tham Lương chạy đi liền. Em muốn nói với chị Lâm Khánh Chi, anh Dương Lâm, là đầu năm mình bớt khởi nghiệp lại. Khởi nghiệp. Đầu năm vô mà gây nghiệp liền với em vậy hả? Trời, thấy ghê quá vậy. Cái gì ghê quá. Diễn chưa? Diễn đó, diễn đó. Rồi sao? Ủa vậy là sao? Ai biết? Ủa vậy thôi đó hả? Vậy thôi chứ. Giấu vô đừng có cho ai biết mình là cái người bậc thầy ẩn danh. Em phải nói như vậy. Trên sân rồi. Trên sân rồi. Trên rồi. Trong bài hát Chị Ông Nâu Và Em Bé, chị ông trên đường đi đâu thì gặp em bé, là đi tìm mật, đi tìm mật, đi tìm mẹ, à không, đi tìm mật, tìm nhụy. Ta có tới 3-4 đáp án lận. Làm mật ông ồ quá, đi về đi. Chơi game mà cọc. Chơi game mà quạo quá. Cảm ơn Lâm. Tuyên bố Lê Dương Bảo Lâm làm lớp trưởng. Yeah. Gợi ý của chương trình vừa rồi á, nó rất là có lợi cho đội bên đây. Nói chung nó loại được phân nửa, bé bên đây gần như là an toàn. Bởi vì khi cái lời nói ấp áp úng, mặt thì sẽ lè tính lét. Và cái tính trong showbiz là anh ơi, là người làm cái đồ ăn gian cũng như là gian lận. Nói cái gì bạn bè mình chơi nhau ăn gian đâu. Vui thôi, giỡn vui. Nhưng mà tính gian cũng như là tính xấu trong showbiz. Cho nên là Lâm ghi vàng. Mặt nó lặng quá. Chơi đó, diễn mặt lặng. Đó, đấy chứ nó vẫn diễn mặt lặng đó. Bây giờ thật sự ra nếu như ai muốn nghĩ tôi là người ẩn danh thì cứ nghĩ. Nhưng mà thật sự ra tôi không phải là người ẩn danh. Mà nếu như nghĩ tôi là người ẩn danh này cũng được thôi. Giây phút này là giây phút để chúng ta biết được ai là người được bình chọn nhiều nhất trước đã. Sau đó chúng tôi sẽ bật mí quả cầu ấy ẩn chứa vai trò như thế nào. Ánh sáng sẽ tắt đi. Ôi sợ bóng đêm lắm. Wow. Và ánh sáng dừng lại ở vị trí của người nào, chúng tôi sẽ mở quả cầu bí ẩn ở vị trí của